Cầu hôn chính là hành động đặt chỗ, một giao ước của đôi lứa cho một đám cưới ở tương lai gần. Đây là hình thức thể hiện tình yêu và mong muốn được sống với người mình yêu trong suốt quãng đời còn lại. Vào thời điểm đó, mình cũng cảm nhận hai đứa đang muốn điều này, nên mình đã quyết định tạo cho cô ấy một điều bất ngờ, đó chính là một màn cầu hôn. Bản thân không nghĩ là sẽ có màn cầu hôn lãng mạn như trên phim vậy đâu. Nhưng vào một ngày, chú rể đã mang tới cho mình một bất ngờ mà mình không nghĩ là ngày đó lại đến nhanh tới vậy. Bạn em, bạn Thảo Minh. Điều gì à? Em là người phù hợp nhất lên trong những suốt của đời này. Mặc dù là anh có thể là hơi thù tính, nhưng mà anh nghĩ là anh muốn em được cùng anh những suốt của đời. Em là người của em. Cho tới bây giờ khi nghĩ lại về hôm đó thì mình vẫn hay tủm tỉm cười vì thực sự rất vui và hạnh phúc, cả xúc động nữa. Mình và chú rể quen nhau lạ lắm, cũng không biết phải nói như nào, chỉ biết gọi đó thực sự là cái duyên số. Hồi còn nhỏ, bố mẹ của bọn mình có làm cùng công ty, nên mỗi lần đi du lịch chung, bọn mình thường lại được gặp nhau. Nhưng mà hồi đấy còn bé lắm, chỉ biết chơi trốn tìm với nhau. Bẵng đi một thời gian thì cả hai cũng không liên lạc gì cả. Tự nhiên gặp lại và yêu nhau thôi. Chắc đấy là cái duyên định sẵn rồi. Mọi thứ xảy ra cứ như là được sắp xếp trước vậy. Mi là một cô bé khá là hiền lành và dễ thương. Ngay từ lần đầu tiên gặp mình đã có cảm tình ngay rồi. Thì đó là một người đẹp trai kiểu man man bad boy, nói chung là đúng gu của mình. Tính Mi thì cũng khá là trẻ con, thích nhõng nhẽo, làm nũng. Lắm lúc thì cũng quấy, nhưng mình lại thích điều đó. Trông vậy thôi, nhưng Mi lại là người khá là chu toàn, biết lo lắng cho gia đình và những người xung quanh. Một người khá tinh tế trong mọi chuyện, yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng và dành cho mình những điều khiến mình có thể đặt niềm tin tưởng vào anh ấy. À, ngoài ra Mi nấu ăn cũng rất là ngon, rất là hay nấu cho mình những món mà mình thích. Bảo sao người ta lại bảo con đường ngắn nhất dẫn đến tình yêu chính là đi qua đường dạ dày mà. Cuộc sống tương lai chắc chắn sẽ có nhiều biến động, sẽ có nhiều đắng cay, có ngọt bùi. Nhưng vì gia đình, mình sẽ luôn luôn chăm lo cho cô ấy, sẽ làm mọi điều khiến cô ấy hạnh phúc, sẽ làm gia đình nhỏ của mình luôn tràn ngập niềm vui và nhiều tiếng cười. Ở thời điểm này khi mà cả hai đều đã quyết định đi tới hôn nhân, mình cảm thấy chú rể sẽ là một bờ vai vững chắc ở hiện tại và tương lai đối với mình và con của chúng mình sau này. Khi ở cạnh anh ấy, mình có cảm giác được bảo vệ, an toàn và điều mình thích nhất là mình được là một đứa trẻ con, thoải mái nhõng nhẽo, làm nũng, muốn như thế nào cũng được. Có một điều mình muốn gửi gắm tới chú rể rằng tương lai không ai có thể nói trước được điều gì cả, chỉ mong sao hai đứa mãi yêu nhau như ngày yêu đầu, mãi là của nhau. Và dù có như thế nào, có ra sao thì mình vẫn sẽ luôn đứng sau ủng hộ cho anh. Em muốn nói là em yêu anh rất nhiều. Vậy thôi.